Nếu để nói những một laptop gây ấn tượng cho mình vào những nửa cuối năm 2022 này thì chúng ta không thể bỏ qua dòng ZenBook của nhà Asus được. Thì ở thời điểm này năm ngoái thì Asus cũng cho ra con ZenBook kỳ 108 OG, cũng làm mưa làm gió trong những anh em yêu công nghệ một thời. Năm nay thì nó cho ra một cái chiếc laptop nó xịn sò hơn. Vậy thì xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc Asus ZenBook Q409ZA. Vậy thì năm nay mình thấy rằng nó cũng là một cái màn lột xác là khá là ấn tượng ấy. Nhưng mà lột xác như nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ok, giờ chúng ta hãy cùng xem nó có cái gì nhé. Thì mình nghĩ rằng là cái dễ nhìn nhất nó chính là về cái ngoại hình của nó bên ngoài. Đầu tiên năm nay chúng ta sẽ có một sự chuyển biến khá là mới đấy. Thay vì những cái màu sơn xám như những mọi năm thì năm nay chúng ta lại có một cái màu xanh đen trông cũng rất là đẹp mắt. Cái thứ hai là về thiết kế của mặt ngoài này này. Đó thì chúng ta đã không còn cái thiết kế vòng tròn đồng tâm như con Q408 nữa, mà thay vào đó chính là những vết cắt đấy tạo thành chữ A. Trông nó rất là sang và thu hút ánh mắt của mọi người nhìn. Nhưng mà vấn đề là thu hút xong thì mọi người cũng không biết đây là máy gì. Không biết tại sao không ạ? Bởi vì mọi năm chúng ta sẽ có logo Asus đặt ở đây này, hoặc đặt ở bên này. Thế nhưng năm nay thì biến đâu mất rồi, thật ra nó nằm ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ là Asus ZenBook ở đây. Đó, trông nó cũng khó để phát hiện ra đấy. Nếu mà chúng ta là người ít hiểu biết về công nghệ, thật sự là rất khó để phát hiện ra chiếc máy này. Tiếp đến thì nói về cái chất liệu hoàn thiện của con này đi. Nó được làm từ hai chất liệu chính là hợp kim nhôm và magie, và lại còn chuẩn tiêu chuẩn có sự nữa nên rất là chắc. Đây, mình drop test cho anh em xem nhé. Ui, thật đùa đấy, drop test xong mất tháng lương các ông trả tôi nhé. Và nói thêm một cái nữa là về cái sự tiện lợi con này, về cái độ mỏng nhẹ này. Đó thì nó cũng rất là mỏng thôi, chỉ có đâu đó khoảng là 16,9mm và cái cân nặng là 1,3kg, đảm bảo cho anh khả năng di động để các em mang đi mang lại di chuyển. Còn về phần bản lề sao, năm nay thì chúng ta sẽ có một cái bản lề hơi lạ một chút, nó vẫn là Egolip thôi. Nhưng năm nay bản lề của nó có thể sao ạ, mở ra được 180 độ. Anh em nhìn này, uầy, cũng ra gì đấy. Thì cái bản này là mình nghĩ rằng là mục đích của nó là để khi mà chúng ta muốn chia sẻ cái thông tin cho mọi người xung quanh, giả sử như là họp lớp, họp nhóm chẳng hạn, thì mình hoàn toàn có thể là lật ra để chia sẻ cho mọi người xung quanh để mình làm việc cho nó hiệu quả hơn. Và cái bản lề này mình thấy rằng là cũng khá là chắc chắn, đó, không đến nỗi nào. À đây, có một cái nữa là ở cái phần bản lề này chúng ta sẽ được mạ chrome này. Đấy, nó làm bóng lên, trông cũng rất là sang đấy. Và nói kỹ hơn đi thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống tản nhiệt, thay vì như năm ngoái đặt ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ được đặt ở bên cạnh trái này này. Đó, thì nó cũng đem đến cái khả năng tản nhiệt tốt hơn cho chiếc máy này. Tuy nhiên thì nó đi rồi nó lại khen nó hết lời như vậy, nhưng mà nó cũng có sẽ có một số cái nhược điểm như sau. Cái thứ nhất là nó rất bám mồ hôi dấu vân tay. Anh em nhìn này, tay tôi hay có mồ hôi nhá. Đấy, này, quá là rõ luôn. Nên là anh em nào mà chúng ta hay bị ra mồ hôi giống mình thì chúng ta nên đầu tư một khăn để nó còn lau đi cho nó giữ bộ đẹp được cái ngoại hình ấy. Cái thứ hai là tuy là chuẩn quân sự này, đấy làm được kim loại, nhưng mà cảm giác khi mà mình cầm nắm lên như này này thì nó cũng không được chắc chắn cho lắm. Đó, không biết tại sao. Nói chung thì mình nghĩ là tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Còn nếu anh em muốn trải nghiệm trực tiếp thì có thể đến những laptop để có thể là anh ơi cho em mượn con Z109 em test thử xem nó có chắc không. Đấy thì anh em có thể là đến những laptop trải nghiệm thoải mái nhé. Ở bên trong đây thì chúng ta có một cái màn hình nó rất đẹp. Bởi vì sao anh biết không? Trước khi mà nó ra mắt ấy thì mình nghe rất nhiều những cái thông tin về màn hình em này nó đẹp kinh khủng, nhưng mà thật sự là khi mà trên tay này thì biết nó đẹp như nào. Ok, nói về phần bìa màn hình trước đi. Thì phần bìa màn hình của máy thì cũng rất là mỏng thôi, chỉ là chốt là hơi dày ở chữ Asus ZenBook này, nhưng mà nó cũng không đáng kể cho lắm. Vậy thì thông tin chi tiết về cái màn hình là như thế nào thì anh em phải lấy giấy bút ra ghi chép, bởi vì nó có rất nhiều cái thú vị đây, mình đọc cho anh em nghe này. Thứ nhất, chúng ta sẽ có màn hình 14 inch, tỷ lệ màn hình là 16:10 và được làm từ gương. Tấm nền là OLED, độ phân giải 2.8K, tần số quét 90Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3 và có độ sáng là 400 nit. Thật sự luôn, nghe cái thông số xong mình sợ, bởi vì nó quá là tuyệt vời cho phân khúc dưới 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm thị giác tốt nhất đối với một chiếc laptop. Nói chung là mình nghĩ là phải được 9.5/10 đấy. Và nó còn đạt được 7.7/49 những chứng chỉ khác về màn hình nữa. Hiện nay thì mình cũng nói luôn về cái phần cụm camera này. Thì đối với phiên bản năm nay chúng ta đã bị cắt mất cái hệ thống là mở khóa bằng khuôn mặt, mà thay vào đó chúng ta sẽ được mở khóa vân tay tích hợp với nút nguồn. Nói chung thì mình vẫn thích cái mở khóa bằng khuôn mặt hơn, tại vì nó tiện hơn anh em, và phát là anh em mở luôn. Chứ vân tay đôi khi mình phải vối,
nên nó hơi bất tiện một chút. Nói chung là mình vẫn không thiết kế về cái này lắm. Còn cái cụm cam này nó cũng có cái gì hay ho thì mình nói này. Cụm cam chất lượng bình thường thôi, 720p HD. Nhưng năm nay có rất nhiều công nghệ hay ho, tức là nó có thể là làm mờ xung quanh anh em này. À, như kiểu cái background ảo ấy. Cái tiếp theo là nó có thể là theo dõi cái ánh mắt của anh em để nó tập trung vào. Nhưng cái hay hơn nữa ở đây đó là khả năng nó có thể là theo dõi chuyển động em, tức là anh em đi đến đâu thì cái cam của mình nó đi theo bên đó. Đấy, xịn chưa? Nó hoạt động giống mấy ông Apple đấy, cũng ra gì đấy. Và nó còn được tích hợp trang bị công nghệ của mic thoại là AI Noise Cancelling. Nó sẽ khử những cái âm thanh tạp âm ra để cho anh em cái trải nghiệm nói để anh em học online này, học hành nó tốt nhất. Nói chung thì năm nay công nghệ cũng được trang bị rất nhiều trên chiếc laptop này. Và mình nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái sự cải tiến của Asus, nhưng mà đôi chút là cải lùi về công nghệ bảo mật nhá. Thân bàn phím và chắc quát của chiếc Asus ZenBook Pi 109Z năm nay cũng được cải thiện đáng kể hơn so với năm ngoái. Cái hành trình phím nó sâu hơn, độ này nó cũng tốt hơn, và trong quá trình mình thao tác cơ bản ấy thì hiện trạng ngoài tay là không hề có luôn các bạn ạ. Nói chung thì cái cảm giác gõ bàn phím này rất là tốt, nhưng mà để so sánh với cả bàn phím của ThinkPad trên Lenovo thì cũng hơi xa vời đấy. Nói chung thì nó làm tròn rất là tốt so với một cái chiếc laptop mỏng nhẹ rồi. Nói thêm một chút về bàn phím đi, thì phần chữ và số được in khá là to để chúng ta dễ dàng quan sát hơn. Bố cục layout phím rất là hợp lý. Ở phần trên này thì chúng ta sẽ có một cái giải phím tắt để anh em có thể thao tác nó thuận tiện hơn. Và đương nhiên rồi, chúng ta phải có đèn led phím để chúng ta có thể làm việc trong những môi trường tiêu sáng nữa. Nói chung thì cái hay ho nó không nằm ở phần bàn phím đâu, mà vẫn muốn nói đến cái phần chóp quát cơ. Tại vì là đối với những laptop mỏng nhẹ nó sẽ bị gọt mất đi cái phần bàn phím bên phải này, mà thay vào đó Asus đã rất thông minh, đã cho vào đây phần chóp quát thêm một phần nữa number port, tức là nó sẽ có một cái dãy phím số này để cho các anh chị em mà chúng ta hay làm nhập liệu nó thao tác nó dễ dàng và nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Nói chung thì mình thấy rằng ông Asus ông cũng rất là thông minh đấy. Về trải nghiệm trên cái chatbot này thì có gì để chê đâu, rất là mượt mà, rất là nhạy rồi. Nói chung thì về phần bàn phím và chatbot thì cái chiếc máy này đem đến cho mình cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời. Sang đây cái phần hiệu năng của chiếc máy này thì nó cũng rất là ấn tượng và rất nhiều anh em quan tâm. Nhưng mà mình có thắc mắc một chút là năm nay thay vì dùng chip của AMD thì nó lại dùng chip của Intel cơ. Đấy là một sự thay đổi khá là rõ rệt. Không biết là có xích mích gì giữa ông Asus với ông AMD không. Nhưng nói chung thì nó cũng sẽ là mới nhất và xịn sò nhất luôn. Chúng ta sẽ có chip là i5-1240P 12x16 luôn, và kết hợp với card đồ họa onboard là Iris Scale Graphics thì nó vẫn đem ra cho mình cái trải nghiệm khá là tốt đấy. Nhưng mà để so sánh với cả giờ thì mình vẫn thích card rời hơn so với cả onboard. Còn về RAM của nó thì cũng là RAM mới nhất. Chúng ta sẽ có 8GB DRAM Burst là 4800, cũng như là SSD là 256GB M2 PCIe. Thì với cái mức dung lượng RAM và mức dung lượng SSD này thì vẫn đảm ứng cho anh em khả năng xử lý những tác vụ đa nhiệm, cũng như là khả năng lưu trữ ở cái mức vừa phải thôi. Và khi mà kết hợp tất cả lại với nhau thì nó đem ra một nghệ suất để xử lý những tác vụ cơ bản rất là trơn tru mượt mà. Còn những ứng dụng đồ họa 2D cơ bản thì em nó chiến cực kỳ tốt. Bởi vì sao? Cái màn hình của nó đẹp như này cơ mà. Nên làm mấy cái ứng dụng đồ họa như là Photoshop, AI, đồ họa 2D thì nó rất là sướng ấy. Còn về hạn năng chơi game thì sao? Mày đã mất đi cả giờ rồi nên khả năng chơi game nó đã giảm đi đôi chút. Nó vẫn đem lại cho mình một cái FPS cũng khá là ổn định. Nhưng chơi lâu ấy thì máy rất là nóng đối với cái tựa game eSports thông thường thôi. Nên là mình không khuyến khích anh em chơi những cái tựa game hoặc chơi game quá nhiều trên cái chiếc máy này. Đó, em phải cân nhắc nhá. Nhưng mà có một cái điều mà mình vẫn phải chửi là nó vẫn có 8GB RAM nhưng mà lại RAM bản chết, thế nó mới cay chứ. Đấy, không nâng cấp được. Nhưng mà SSD đã nâng cấp rồi nha. Đấy, chỉ chửi RAM thôi nhá. Và tiện đây thì cũng nói thêm một chút về cái viên pin của chiếc máy này. Chúng ta có bên pin là 75W kết hợp với cái công nghệ là chuẩn Intel Evo của chiếc i5 ấy. Thì cái thời lượng sử dụng nó cũng rất là châu bò. Mình để cái mức độ sáng là khoảng từ 50-60% thì có thể sử dụng được khoảng từ 7-8 tiếng. Đấy, anh em có thể là mang đi sử dụng trong một ngày nó vẫn thoải mái. Còn về hệ thống âm thanh thì sao? Chúng ta sẽ có chuẩn Dolby Atmos được kiểm chứng bởi những cái kỹ sư âm thanh của Harman Kardon rồi. Đấy, đây là cái trải nghiệm âm thanh nó rất tuyệt vời. Anh em cùng mình lắng nghe một ít nhạc xem là nó hay như nào. Cũng ra gì đấy.
Thế cái hệ thống cổng kết nối của cái con Asus ZenBook này thì cũng rất là ngon nhá. Nó vẫn đủ cho anh em sử dụng luôn. Ở bên trái đây chúng ta sẽ chỉ có một cổng USB-A 3.2 Gen 1 mà thôi. Ở bên phải đây thì chúng ta sẽ có một cái xu hướng là thiết kế theo kiểu tương lai, tức là hạn chế cổng USB-A nữa. Thay vì đó chúng ta sẽ có nhiều cổng Type-C hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cổng HDMI này, một sạc cắm tai nghe 3.5 này, hai cổng Type-C là để sạc luôn đấy, hỗ trợ là Thunderbolt 4 để trí dữ liệu và tốc độ bàn thờ luôn, và thêm một khe cắm thẻ microSD nữa. Chúng ta sẽ có khả năng kết nối là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2. Nói chung thì thế này khỏi bàn về cái khả năng kết nối của chiếc máy này rồi. Chốt lại thì cái chiếc Asus ZenBook P49ZA này thì nó vẫn đảm bảo được về cái đặc trưng của dòng Q của Asus, tức là nó ngon, bổ, rẻ. Giá dưới 20 triệu đồng thì chúng ta sẽ có tất cả những công nghệ mới nhất đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà ấn tượng nhất là nói về màn hình cơ với những thông số rất là khủng mình nói ở trên. Tuy nhiên thì năm nay Asus nó vẫn keyboard kẻ xỉ, nó chỉ cho mình có 8 GB mà chết thôi. Thế là nếu mà anh em nào chúng ta cần nhiều RAM hơn để xử lý những công việc của mình ấy thì nghe chúng ta phải xem xét lại nhá, bởi vì nó không nâng cấp RAM đâu. Và cái điểm tiếp theo là năm nay sẽ không mất đi cái cặc sớm nên cái khả năng xử lý những tác vụ nặng cũng như là chơi game của nó cũng bị giảm đi đáng kể so với việc năm ngoái. Và mình nghĩ rằng năm nay thì nó sẽ phù hợp với những cái tác vụ cơ bản thông thường và những cái tác vụ xử lý đồ họa 2D cơ bản thôi, thì nó là một việc rất là tốt. Còn đối với cả nếu mà anh em chơi game thì thoảng chơi thì cũng được, nhưng mà không biết là chơi quá là nhiều thì máy nó sẽ ảnh hưởng đến bên trong mà nó nóng lắm. Còn đối với bạn sinh viên thì mình nghĩ rằng là cái chiếc máy này sẽ phù hợp với những cái bạn học những chuyên ngành như là thương mại điện tử này, marketing này, truyền thông đa phương tiện này, những ngành mà chúng ta đôi chút là cần phải chỉnh sửa đồ họa ấy, thì cái con này nó rất phù hợp cho anh em. Và nếu anh thích clip này đừng quên bỏ lại một like, một subscribe và ấn cái chuông thông báo nhận cái thông báo mới nhất đến từ những laptop nhá. Và mình là Dương Sẹo, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.